cho tất cả mọi người. Hôm nay hai chị em mình đi ăn sinh nhật chị Trao với cả nhà. Bây giờ đó thì mình đang đứng trước nhà hàng gạo Việt Chicken rất là nổi tiếng tại Cali cũng như là tại San Francisco mọi người. Bây giờ đó mình sẽ lần đầu tiên mình ăn tiệm này, mình review luôn cho mọi người ha. Chị Thảo ha, chị Thảo nói gì, Thảo, chị Thảo nói gì dễ thương không? Nói đi, đừng có cỡ. Hôm nay em đẹp quá. Trời ơi, nói vậy thôi hả? Cảm ơn chị. Ok, vậy thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng vô bên trong tiệm gạo Việt Chicken đi ăn cùng với nhà mình ha. Và hôm nay đây là gia chính. Đây là happy birthday chị Trao. Chị Thảo, happy birthday chị Trao. Bữa nay sinh nhật chị Trao cả nhà, như mình lúc nói lúc đạo video đó. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng đi ăn sinh nhật chị Trao với mình nha, giống như năm ngoái vậy đó. Let's go. Địa điểm mà hôm nay chị Trao của nhà mình chọn để tổ chức sinh nhật thì đó là nhà hàng gạo Việt Chicken ở San Francisco nha cả nhà. Nhà hàng này mới vừa khai trương ở đây thôi, đây là chi nhánh 2. Còn chi nhánh 1 của nhà hàng gạo Việt Chicken này thì nằm ở San Mateo. San Mateo thì mình cũng có tới đó để ăn vài lần rồi, cũng rất là ngon, cũng giống hệt ở gạo Việt Chicken San Francisco thôi, vì cùng một chủ cả nhà. Và mình cũng có nghe nói thêm là có thêm một tiệm nữa là Bến Tre. Bến Tre cũng nằm ở đâu dưới Daly City hay là San Mateo đó mình đã quên rồi. Và hôm nay mình cập nhật hai địa điểm đến cho mọi người, đó là địa điểm San Francisco và địa điểm San Mateo. Thì tất cả mọi thông tin chi tiết của quán mình đều để ở phần mô tả và mình có để thêm trên cái màn hình, mọi người có thể xem và tham khảo ha. Và có thể là xem menu và chọn những cái địa điểm gần nhất mà để mình tới cho dễ dàng. Và nhà hàng á rất là đông khách cho nên mọi người hãy tới sớm mà đặt trước ha, như vậy thuận tiện cho mình trong lúc mình khỏi phải đợi trời lao đó cả nhà. Vì nhà hàng rất là đông khách luôn. Và đây là điểm San Mateo mọi người thấy không? Thì bây giờ đó, gia đình của mình cũng đã lái được bàn và có bàn rồi. Cảm ơn mọi người thật là nhiều đã đồng hành cùng với gia đình của mình. Bây giờ thì mình mời tất cả mọi người cùng vô bàn ngồi cùng ăn và thưởng thức. Và xem thử gia đình mình hôm nay ăn những món gì nha. Và mình cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem và ủng hộ video của mình. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của mình nha. Thì sau này mình up video, mọi người sẽ là những người đón nhận những video mới nhất về kênh YouTube của mình nha. Và mình nói thêm một lần nữa, tất cả mọi thông tin chi tiết của nhà hàng mình sẽ để ở phần dưới của video ha, phần mô tả đó cả nhà. Và hôm nay mình tới ăn mừng sinh nhật chị Trao đó, cho nên mình không có review được nhiều, mình không có quay tận tường cả cái quán để cho mọi người được xem. Hy vọng video sau mình sẽ quay được tận tường hơn, mình sẽ quay kỹ hơn để giới thiệu đến cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người thật là nhiều một lần nữa. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu order đồ ăn nha cả nhà. Ừ, nãy mình nói là cái món kia này, món này nó ngốc nhiều quá này. Cảm ơn anh. Wow, ngon quá vậy. Quá ngon luôn. Cái món này là món này tên gì vậy anh? Cắt loại ốc à? Ốc độc cẩm hả? À hả, ngon quá à. Là nghĩa là em quay à, vậy ăn đi. Ngon không chị? Ngon lắm. Chị Thảo ăn đi. Rồi chị ăn đi. Đúng rồi, mỗi người 33. Chị Thảo ăn đi. Cái nước mắm này mình nhiều nàng ốc đó. Trời, chị nước mắm có xíu à. Đó, gì chan vô. Đúng rồi. Ờ, nhìn hấp dẫn quá vậy ha. Con này là con bầu ngư ở cả nhà. Đấy kia. Mọi người thấy không? Con này là con bầu ngư. Chị kia nó kia nó thêm dĩa này chưa? Cái gì kia chưa? Ủa anh đang kia thêm dĩa chưa? Như là ngon quá.
được. Em vừa rồi. Ngon. Ngon quá. Ốc hấp gừng hả chị? Hấp mùi gừng. Ờ, vậy là hấp gừng á. Chị ăn đi. Cái này liệu này ăn nghe mấy ông Bình này tốn tiền không? Ông Bình nó dẫn mà nàng này thích nè, rồi đi là ông Bình tốn tiền chứ cái gì em cũng mắng là cũng thích nè. Dạ hả? Rồi ăn thử nha. Dạ. Để ông bay cái gì? Trời ngon quá vậy ha. Dạ ăn đi. Chị khổ ra hay quá vậy. Ờ chị làm hay quá ha. Anh chị đưa gì kim đưa gì chị làm cho. Nè lấy cái chai của em nè, em chưa thử nè. Lấy cái chai của em nè. Em nữa. Ok. Nhưng mà hên xui là con này sẽ dễ thích rồi. Đó mà chắc. Ở Mỹ rất là nhiều loại bia. Trời ơi. Muốn mắm á, muốn mắm mỗi người một tô, chị ăn trước đi. Chị ăn trước đi. Cái này là muốn mắm cả nhà ơi. Cái này không có mỡ nhiều á. Em, ra em. Thank you. Ngon quá. Em, chị giúp chị chỗ này nè. Ok, cảm ơn em. Wow. Bún mắm cả nhà ơi, bún mắm rất rất là ngon. Nó biết mình có con nít đó. Nó biết mình có con nít đó, nó tắm lên đây. Có muỗi hết trơn. Sao trời trời. Đói rồi. Nghe chơi gì vậy? Lát kêu nó thấy cái lát kêu. Ngon vậy ha? Bánh hỏi đây cũng ngon lắm á. Cô lớn nhỏ. Cái này gấu quá. Anh kia theo bánh mì đây, tụi nó đòi bánh mì đó. Xin này đưa mày bẻ ra, đưa mày bẻ anh đôi ra.
Hai ông nó lo cho bốn đứa đó. Ông đừng ông xuống với trời hả? À, hả? Anh sao em dùm anh hầu lo lo, anh thấy anh giống Văn Sơn ghê á. Nhiều khi lo lo anh thấy anh có cái nét giống Văn Sơn á. Cái kiểu của ông á, nhìn lo lo giống Văn Sơn. Bảo Liêm, đúng rồi, Bảo Liêm Văn Sơn giữa hai ông đó, đúng không? Nhìn lâu lâu có cái nét á, cái kiểu á. Còn đây là Trao Dũng Phát nè, đó, anh Phát là giống Trao Dũng Phát. Anh Phát là giống Trao Dũng Phát. Đâu bao giờ chơi mình xấu cũng tập đẩy chơi xấu mà hả? Em chắc quá nghĩ là ở đây đâu chị nói nó tôi với thằng cháu không nó để vậy đó chợ nó để mà để trước mặt nó vậy đó còn những gì lấy gì cơm anh. Rồi ba anh em sẽ tự chia nhau. Bây giờ em ăn cũng không nổi nữa đâu. Kia. Thank you. Đó, hấp dẫn quá ha. Ừ, phần nó bự, cái dĩa nó bự. Nhìn đẹp nhìn ngon. Sunny. Sunny, ăn đi anh. Anh Dư, bỏ rồi. Dăm con à. Tiếng không? Quên quay khúc của mình đi về. Dạ không. Đừng đi nhé anh, xin cho ra em.